Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa tới các bạn hai chiếc đồng hồ đến từ hai thương hiệu khá là nổi tiếng hiện nay, đó chính là Rolex Daytona và chiếc đồng hồ Audemars Piguet Chronograph Royal. Hai chiếc đồng hồ này đều có điểm chung là có chức năng đếm giờ thể thao và đi kèm với dây cao su đó. Và khoảng giá của hai chiếc đồng hồ này cũng xem nhau là 30.000 USD cho một chiếc đồng hồ Rolex Daytona 116518 mới 100% và một chiếc AP Royal Chronograph 26320 Priot. Thì tức là đã qua sử dụng các bạn. Thì hai chiếc đồng hồ này trong khoảng giá 30.000 USD thì chúng ta sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào hợp lý? Rolex Daytona dây cao su Alterflex New hay là AP Chronograph Royal Priot đã qua sử dụng? Thì chúng ta hãy cùng khám phá trong video này ngay các bạn nhé. Bỏ qua chiếc Royal sang một bên, chúng ta hãy cùng đánh giá trước chiếc Rolex Daytona 116518 này trước các bạn ạ. Chiếc đồng hồ này được giới thiệu và ra mắt tại Bezu World năm 2017 với cái dây thế hệ mới, dây cao su thế hệ mới của họ. Đó chính là cái dây mang tên Alterflex. Thì cái dây này như chúng ta đang nhìn thấy ở đây, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Nó có hai cái phần mang cá và cái phần mang này nó sẽ làm cho chúng ta đeo cảm thấy là nó dễ chịu hơn, rất là dễ chịu. Đây là tôi nghĩ đây là một trong những cái thiết kế rất là tuyệt vời của Rolex dành cho cái loại dây cao su này. Khi chúng ta nhìn sang chiếc AP Chronograph thì chúng ta sẽ thấy được là dây cao su của họ không có cái phần thoáng khí hay còn gọi là phần mang cá như tôi vừa mới đề cập ở phía bên trên, mà nó chỉ là một cái phần dây thông thường thay vì là dây cao su ở trên là da cá sấu, ở dưới là lớp lót, thì đây là hai mặt đều là cao su. Về ngoại hình thì tôi sẽ không đề cập nữa các bạn nhé, vì hai chiếc đồng hồ này thì đều tượng trưng hai bộ sưu tập rất là nổi tiếng của Rolex là Rolex Daytona và AP Royal Chronograph. Thì tôi chỉ đề cập đến vấn đề ở đây là khoảng 30.000 USD thì chúng ta sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào phù hợp. Thì như chiếc Rolex Daytona này thì đây tôi sẽ đeo lên tay thử. Rồi, một cái cảm giác nó rất là thoải mái với cái phần mang cá tôi vừa đề cập. Đó, nó không bị quá chật và tôi cảm thấy nó khá là thoáng. Về chức năng khởi động Chronograph thì hai chiếc đồng hồ này đều giống nhau. Đó chính là chúng ta đều phải vặn cái nút vặn cái núm cổ chai này ra. Đó, và chúng ta khởi động, ấn dừng, reset, vân vân. Đó. Hai chiếc đồng hồ này đều có dạng là nút vặn cổ chai. Đó. Chiếc AP này cũng vậy. Nhưng với phiên bản mới thì với phiên bản mới của phiên bản Chronograph này thì chúng ta sẽ ấn trực tiếp các bạn. Chiếc phiên bản này là phiên bản cũ 26320, còn phiên bản mới là 26331 thì chúng ta có thể ấn trực tiếp mà không cần phải vặn các cái nút này ra. Hai chiếc đồng hồ này thì đều có thêm một điểm chung nữa, đó là đáy kín. Và tại sao thì lại là đáy kín? Với chiếc Rolex Daytona này thì DNA của hãng ấy là những cái cầu máy là rất là to khỏe, đảm bảo cái tính hoạt động bền vững hay là hoạt động rất là bền vững theo thời gian. Và AP thì sao? AP thì theo tôi đánh giá thì AP có độ hoàn thiện tốt hơn một chút. Tuy nhiên thì nó không phải là máy in-house của AP, đó là máy được dựng lên từ base của Frederic Piguet, nên là họ cũng cái độ hoàn thiện nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Còn với những cái cỗ máy sử dụng, với những cái cỗ máy in-house của AP Chronograph hiện nay được sử dụng cho cái code 1159 được giới thiệu vào SISS năm 2019 ý, thì họ có cho hở đáy và một cỗ máy đó rất là đẹp. Hai chiếc đồng hồ này về cái tính sử dụng, tính hữu dụng hai cỗ máy thì tôi đánh giá chiếc Rolex Daytona cao hơn chiếc AP. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc đồng hồ này có thời lượng cót là 70 tiếng trong khi AP chỉ dừng lại ở mốc 40 tiếng mà thôi các bạn ạ. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này có một cái biên độ dao động là 21.600 nhịp trên 1 giờ, còn
Rolex Daytona thì là 28.800 nhịp trên 1 giờ. Thì khi chúng ta khởi động thì chúng ta sẽ thấy được Rolex Daytona có một cái độ mượt tốt hơn là AP. Và một điểm lưu ý nữa khi sử dụng đó chính là với Rolex Daytona thì nói đúng nghĩa là nồi đồng cối đá hơn, nên là cái việc chúng ta khi chúng ta tháo những cái núm vặn này, chúng ta khởi động hay là kể cả nút chỉnh giờ của Rolex Daytona thì cũng rất là chắc chắn, chúng ta sẽ không bị như cái cảm giác như là AP đó. Chúng ta phải rất là nhẹ nhàng khi chúng ta vặn ra. Nếu chúng ta không nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ dễ dàng làm cái nút này nó bị bung ra, rất là dễ bị bung ra các bạn. Đồng hồ đắt tiền nhưng mà không phải là chiếc đồng hồ nào cũng như Rolex đâu, nên là khi chúng ta sử dụng những chiếc AP này chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng. Thì đây, tôi nghĩ đây là một cái nhược điểm khi chúng ta lựa chọn AP thì chúng ta phải cân đối. Hai chiếc đồng hồ này thì về độ hoàn thiện thì chắc chắn rồi, AP nhỉnh hơn rất là nhiều, bởi những cái đường, những cái thiết kế cũng như là những cái độ hoàn thiện vân sọc này kết hợp với trải xước cũng như là đánh bóng đó, phần thân hoàn thiện của AP thì không còn điều gì để nói nữa, và thương hiệu thì AP cũng hơn. Thì trong hai chiếc đồng hồ này thì với 30.000 USD thì tôi sẽ khuyên các bạn người sử dụng sẽ theo hai tip. Ví dụ như bạn yêu thích thiết kế của Gerard Renta, thích AP với dáng Royox và thích thương hiệu, một trong bốn thương hiệu top đầu, Patek, AP, Breguet, Vacheron, thì chúng ta sẽ lựa chọn AP Royox Chronograph. Còn nếu như chúng ta là một người yêu thích tính bền vững, chắc chắn, khỏe khoắn, thì chúng ta có thể lựa chọn đến Rolex Daytona 116 518. Khi đeo, cảm giác đeo này, sử dụng, vận hành thì đều rất là tuyệt vời, chắc chắn nữa. Cỗ máy cũng như là cái cảm giác đeo thì rất là chắc chắn nữa. Còn cỗ máy vận hành thì rất là ổn định. Trong hai chiếc đồng hồ này thì AP, ngoài AP thì tôi thích AP hơn ở một điểm nữa, đó chính là độ hoàn thiện về mặt số, cũng như là AP chiếc đồng hồ này có một ô lịch khá là hữu dụng hơn Rolex Daytona chỉ có chức năng chronograph thôi và không có ô lịch đó. Thì đây là một cái video ngắn tôi đánh giá hai chiếc đồng hồ trong tầm giá 30.000 USD. Nếu như các bạn có 30.000 USD và lựa chọn sắp tới của bạn là một chiếc đồng hồ chronograph sport thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào trong hai chiếc đồng hồ này thì hãy comment phía bên dưới để chúng tôi biết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.